là không có. Đây là tất cả đều một tục. Vâng, đây là cái tác phẩm xanh mà anh Khang Hy vừa mới mua đưa về vườn. Các anh em yêu cây đang đứng để góp ý, bình luận. Bây giờ người ta mua nhiều tiền rồi, ví dụ thế người ta không trần thật mà chứ này. Bây giờ mà mình càng mua nhiều tiền thì lại càng phải làm công việc. Thế nhiều vì cái cây có giá trị là mức độ của cái nhà ấy. Cái nhà mua hôm nay mà. Ngày xưa ai thì cũng mua. Thế rồi hôm nay mà 3 ngày được cái kiếm 2 tỷ. Không, đây là thằng Trung Minh về thằng Điều Bóng. Tức là mình bằng thoái thật là cho nó gần xuống. Không, 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 tôi bán ra bao tiền đâu, tôi bán ra cây đúng 100 triệu. Cái cây tiếp này, cây được cực cận bán ở ấy, tôi bán ra 368 triệu, lấy lại bán phát lại tỷ mấy, bạn biết sâu cây hơn lên kinh rồi. Tôi được trả bao nhiêu? Tức là người làm cây đã nghệ thuật rồi, người bán cây còn nghệ thuật hơn. Đúng rồi, cái người làm nghệ thuật khác như cái người bán nghệ thuật đấy, đấy. Là giỏi đấy Tuấn Đặng nghe nhá. Cho nên Tuấn Đặng mà bán cây phải nghệ thuật đấy, chứ không phải làm cây mà là nghệ thuật đâu. Đấy, kể cả nói và nói trắng luôn này. Đúng là như thế là. Làm ra cái cây bán ra những cái tác phẩm mà siêu phẩm ấy, được bao tiền đâu. Thế nhưng khi mà ra được những cái người chơi và những người biết năng xê nó lên, thì lúc đó giá trị được cao. Tinh lộc của mọi người, mình phải hiểu. Kể cả như bản thân mình làm ra như thế mình có lộc rồi. Thế nhưng mà những người mà người ta bỏ đồng tiền ra, người ta phải có lộc hơn. Chủ nhân thứ tư tức là anh Quang đúng không ạ? Anh em vừa mới tham quan nói là 4 chủ rồi, còn thiếu một chủ thứ 5 nữa. Đấy. Chủ thứ 5 là Khang Hy rồi, nhưng mà thiếu cái chủ thứ 4 để Khang Hy đưa cái cây ấy về vườn. Đấy, vườn này có 4 người đứng chụp ảnh rồi. Vâng, và đây là một cây đề trắng, còn gọi là cây lâm vổ đấy. Và chúng ta tiếp tục đến với một cây xanh dáng làng của nhà vườn Khang Hy. Họ tên đầy đủ của anh là Cấn Xuân Hy. Còn có cái tên nữa anh em gọi là Hy Biên Phòng. Địa chỉ Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Và khi chuyển tiếp đến một cây xanh, một cái bệ cũng khá là đẹp đấy. Một cây xanh tầm trung. Già quá, đỏ au rồi.
rất tuyệt vời luôn. Và một cây xanh quê dáng siêu. Hồi đầu rất đẹp này. Và nhìn cái tác phẩm xanh quê mà ở cái độ tuổi già và lên bệ đá. Và những cái form cây ở cái thời gian này thì những cái năm tháng trước. Một cái lối chơi hiện tại cũng chưa bao giờ lạc hậu hết. Quả dày đặc luôn này. Số điện thoại của anh Khang Hy. Anh nuôi Quang ơi. Một số tác phẩm tầm nhỏ anh Khang Hy bố trí ở ven sát tường. Đây là cây hoa ngọc bút này. Rất là già luôn nha các bác. Bệ đẹp quá, bệ lên vàng óng hết cả. Sao thế mà dần dần bệ lên được? Thế nào? Không là cây xanh ấy, để ngày xưa, mỗi ngày xưa. Đang ngày trước trên đàn đầu. Ông đất mở ông bước cái ra. Ôi, tuyệt vời quá. Đẹp đấy đâu, cái này chỉ đá năng nước. Chào cháu. Em chào bác. Chào anh Dung Cô Ca. Vâng. Chào bác nhá. Vâng, lên giao lưu với vườn Khang Hy. Em thiếu câu nữa. Có bác Dung ở thường tín Hà thôi. Nói thế.
bài rồi, chụp bài lắm rồi, nên làm. Vâng, phải nói những cái phôi ví dụ như cái tầm này mà sau khi cái bệ đá này hoàn thiện ủ ra rễ và nuôi rễ lớn lên bệt đá thì đây cũng là những cái tác phẩm gọi là rất là có cái cơ, có cái tiềm năng rất lớn. Vâng, và Đỗ Sinh khép lại cuốn video để chúng ta chuyển sang cái chủ đề cuốn tiếp theo, đó là những cái cuộc giao dịch tại vườn anh Khang Hy, những cái bắt tay mà anh em dân chơi vẫn hay nói chuyện, những cái bắt tay mà rất đáng chú ý, những cái vụ giao dịch để làng cây, những người yêu cây trên khu vực phía Bắc dành những cái tầm nhìn, những cái đánh giá rất cao đến với vườn Khang Hy. Em báo cáo anh, em xin phép có ý kiến ạ. Đúng không em? Vâng. Rất vui. Vâng. Thì hôm nay là anh Quang và vợ chồng chú Hải chia sẻ với em hai tác phẩm. Thì em cũng có làm mấy lực cơm và có chén rượu. Thì mời các anh, cảm ơn anh Quang, vợ chồng em Hải và cảm ơn tất cả các anh. Và chúc cho cái làng cây, chúc mừng cái anh chơi cây ngày càng phát triển. Và nói thêm một câu nữa, với ai thì tôi đã nói những gì đấy, nhưng với chú đó là siêu phẩm. Rồi anh em chúng ta chúc mừng vườn anh Khang Hy và chúc những cái cuộc giao dịch của chúng ta trong buổi chiều hôm nay rất là vui, và chúng tôi nâng cốc chúc sức khỏe nhau. Đã sang năm này một tầm cao mới.